vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình gặp gỡ khán giả tuần này. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm, có khoảng 16.000 lượt du khách đến tham quan huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, lượng khách ra huyện đảo luôn tăng cao. Đây cũng là một trong những điểm đến được mong đợi nhất của các đại biểu thanh thiếu niên Việt Kiều về tham dự trại hè 2014 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức với chủ đề Biển đảo quê hương tôi, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 27 tháng 7 năm 2014. Điểm đến thu hút du khách đông nhất là các di tích lịch sử, minh chứng cho cội nguồn, truyền thống văn hóa của vùng biển đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa. Những hiện vật, câu chuyện cụ thể tại đây đã một lần nữa khẳng định quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Đó cũng là một trong những nội dung chính của chương trình hôm nay, bao gồm cùng tìm hiểu về việc Trung Quốc bắt giữ tàu và ngư dân Việt Nam, tổng hợp hoạt động nổi bật của bà con Việt Kiều trên khắp thế giới trong tuần qua, những cứ liệu lịch sử xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, và cùng tìm hiểu đời sống ngư dân Hoàng Sa mùa cá bạc. Thưa quý vị và các bạn, đến nay là đã hơn 2 tháng kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa của Việt Nam. Bất chấp sự phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, phía Trung Quốc vẫn ngang nhiên tiến hành các hoạt động vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển này. Không những thế, còn gia tăng các hành động khiêu khích, đâm va, hủy hoại các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam, đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam. Mới đây nhất, phía Trung Quốc còn tiến hành bắt giữ tàu và ngư dân Việt Nam đang đánh bắt trên ngư trường truyền thống của cha ông. Điều này đã gây nên mối quan ngại của không chỉ phía Việt Nam mà từ cộng đồng quốc tế, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đã có nhiều thư gửi về cho chương trình đề nghị thông tin về vụ việc này cũng như giải đáp các vấn đề liên quan. Chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên với chuyên gia của chương trình để làm rõ hơn về vụ việc này. Xin cảm ơn ông Trần Cao Mưu, Tổng Thư ký Hội Nghề Cá Việt Nam đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, mới đây thì vào ngày 3 tháng 7, khi một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi mang số hiệu QNG94912TS đang đánh bắt trên ngư trường truyền thống Vịnh Bắc Bộ thì đã bị tàu phía Trung Quốc bắt và dẫn giải về phía Trung Quốc. Xin ông cho biết là trước sự việc này thì hội đã có phản ứng như thế nào? Hội Nghề Cá Việt Nam cũng đã có văn bản từ hôm mùng 7 tháng 7 là phản ứng cái thái độ hành động cư xử của Trung Quốc, thiếu nhân đạo của Trung Quốc. Không chỉ là cái lần bắt cái QNG94912TS này, mà trước đó trong thời gian 2 tháng vừa qua, những cái hành xử ở phía Trung Quốc là phi nhân đạo, thiếu nhân tính. Và cũng phải nói rằng là cái hành động của họ đã gây ảnh hưởng rất lớn đến ngư dân Việt Nam. Cho nên là chúng tôi cũng yêu cầu phía Trung Quốc là phải có bồi thường lại cho phía ngư dân Việt Nam những thiệt hại mà ngư dân phải gánh chịu. Ví dụ như là đâm va, cướp phá tài sản của ngư dân trong 2 tháng vừa qua, rồi cái chuyện bắt bớ ngư dân trong thời gian vừa rồi, và đặc biệt là ngày 26 tháng 5 là đâm chìm cái tàu Đà Nẵng, thì đây là những cái hành động mà tôi nghĩ rằng là nếu cư xử với nhau, cái quan hệ với nhau trên biển, ngư dân với ngư dân, mà đây lại dùng cái tàu quân sự để làm những cái chuyện này, thì đây là hành động cực kỳ thô bạo và thiếu nhân tính của phía Trung Quốc. Thưa ông, đây là vụ bắt giữ đầu tiên của phía Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam kể từ khi họ tiến hành hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Xin ông cho biết những ảnh hưởng của hành động này đối với hoạt động đánh bắt xa bờ của ngư dân Việt Nam. Cái mà ảnh hưởng rất lớn đến cái khai thác của ngư dân Việt Nam, vì cái mùa này chính là cái mùa khai thác chính, là cái mùa cá cụ nam mà chúng ta khai thác ở Trường Sa, Hoàng Sa. Và khi mà chúng đặt giàn khoan ở khu vực này thì ngoài cái việc mà quấy phá với cái tàu kiểm ngư của chúng ta, với tàu nhà biển của ta, thì đối với ngư dân thì họ cũng xua đuổi, họ đâm va, họ làm nhiều cái trò để cho ngư dân ta rất ảnh hưởng trong quá trình sản xuất. Và không chỉ thời gian 2 tháng vừa rồi mà cả hàng chục năm vừa qua, thì khi mà chúng ta khai thác ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa này, thì Trung Quốc đã có những hành động rất thô bạo, đó là xua đuổi, là cướp phá, là đánh đập và thậm chí là bắn cháy cả tàu. Và đặc biệt trong 2 tháng vừa qua thì đâm va từ 5 tháng 5 đã có cái vụ việc là đâm hỏng cái tàu ở Lý Sơn. Và đặc biệt là ngày 26 tháng 5 đã đâm chìm cái tàu ở Đà Nẵng, làm ảnh hưởng rất lớn đến cái tài sản và tính mạng của ngư dân Việt Nam.
Như vậy có thể nói là tình hình còn diễn biến khá là phức tạp. Vậy xin ông cho biết là trong thời gian tới đây, để có thể sát cánh và hỗ trợ ngư dân Việt Nam đánh bắt xa bờ, thì phía hội cũng như các cơ quan chức năng của Việt Nam cần có những hành động cụ thể như thế nào để hỗ trợ ngư dân Việt Nam? Chúng tôi vừa nghe thông tin là Thủ tướng Chính phủ vừa ký cái quyết định 67 để hỗ trợ phát triển kinh tế thủy sản cho ngư dân. Ví dụ như là cho vay đến 95%, 90% và 7% để đóng tàu sắt, tàu gỗ với công suất lớn và hỗ trợ về lãi suất là 3% hoặc 1% một năm. Đấy là cái điều kiện để chúng ta phải tăng cường cái lực lượng trong quá trình khai thác. Và đây cũng là cái cú hích của chính phủ để ngư dân chúng ta có thêm tàu, có thêm phương tiện để tiếp tục khai thác và khẳng định cái vùng chủ quyền của mình. Và đặc biệt trong Quốc hội vừa qua thì đã khẳng định cái 16.000 tỷ là hỗ trợ cho cảnh sát biển, cho kiểm ngư và cho ngư dân. Thì đây cũng là một cái động thái để chúng ta tăng cường cái lực để chúng ta bảo vệ chủ quyền đất nước của chúng ta khi mà Trung Quốc họ đang lăm le, đang thực hiện cái mưu đồ độc chiếm của Biển Đông. Về phía hội Việt Nam, nghề cá Việt Nam thì cũng căn cứ vào những cái nghị định của chính phủ, quyết định của chính phủ thì chúng tôi sẽ động viên, cổ vũ ngư dân thực hiện tốt cái chính sách của chính phủ để chúng ta đóng thêm phương tiện, đóng thêm tàu thuyền và sắm thêm nghề nghiệp để tiếp tục khai thác cả vùng biển khơi, khẳng định cái chủ quyền của mình. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thông tin về các hoạt động của người Việt ở khắp nơi trên thế giới trong tuần qua sẽ được gửi đến quý vị trong tổng hợp sau đây. Trong hai ngày mùng 6 tháng 7 và ngày mùng 7 tháng 7, cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Áo và New Zealand đã tổ chức biểu tình với quốc kỳ Việt Nam và các biểu ngữ bằng tiếng Việt, tiếng Anh. Có nội dung đòi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế. Đây là lần thứ hai cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Ngày 3 tháng 7 tại Hội thảo quốc tế về Biển Đông với chủ đề Chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Viện Khoa học và Văn hóa Việt Nam thuộc Trường Đại học Almamer tổ chức tại thành phố Warsawa của Ba Lan, cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã giới thiệu tới các học giả hai tập bản đồ Atlas, trong đó nêu rõ cực nam của Trung Quốc giới hạn ở đảo Hải Nam. Hai tập bản đồ quý hiếm này do nhà xuất bản Hansa Oskaber của Đức ấn hành vào năm 1896 sẽ được tặng cho Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong tuần qua, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới đã tiếp tục quyên góp, ủng hộ lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam. Cụ thể, đoàn kiều bào Việt Nam ở Munchen, Cộng hòa Liên bang Đức do ông Đặng Văn Tân đại diện đã trao số tiền 50 triệu đồng. Cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Tây và Tây Nam Cộng hòa Liên bang Đức trao tặng hơn 800 triệu đồng. Hội đồng hương Thanh Hóa tại Moscow ủng hộ số tiền 100 triệu đồng. Đây là nguồn động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyết tâm kiên trì bám trụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 9 tháng 7, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ tổng kết khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2014. Kết thúc khóa tập huấn, 27 giáo viên đang giảng dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã được nhận chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài cấp. Đây là yếu tố quan trọng để hỗ trợ các giáo viên này góp phần duy trì và gìn giữ tiếng Việt cho các thế hệ trẻ người Việt Nam ở xa tổ quốc, là chìa khóa giúp giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc một cách lâu dài và bền vững nhất. Trại hè Việt Nam 2014 với chủ đề Biển đảo quê hương tôi diễn ra từ ngày 8 tháng 7 đến 27 tháng 7 tại nhiều địa phương khắp ba miền của Việt Nam đã chính thức khởi động. Khoảng 170 bạn trẻ Việt Kiều từ khắp nơi trên thế giới đã về nước tham dự hoạt động này. Một trong những nội dung quan trọng của Trại hè Việt Nam 2014 là giúp thanh thiếu niên Việt Kiều có điều kiện trải nghiệm và hiểu biết thực tế về chủ quyền biển đảo quê hương, cũng như quyết tâm giữ gìn biển đảo của Tổ quốc. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cuốn sách Đội Hoàng Sa trong lịch sử xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Nam Tiến. Những câu chuyện về ngư dân Hoàng Sa mùa cá bạc. Thưa quý vị và các bạn, các nhà nước phong kiến Việt Nam từ thế kỷ thứ 17 đã có những cách thức độc đáo để thực thi chủ quyền trên Biển Đông.
Hải đội Hoàng Sa chính là trường hợp tiêu biểu cho cách thực thi đó, được chúa Nguyễn thành lập từ thế kỷ thứ 17 với mục đích ban đầu là khai thác hải sản và thu nhặt các hàng hóa do tàu buôn bị đắm trôi dạt vào các đảo. Hải đội Hoàng Sa còn thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước khác. Quá trình hoạt động của Hải đội Hoàng Sa chính là quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách hòa bình, liên tục và kéo dài trong nhiều thế kỷ. Những bằng chứng về sự tồn tại và hoạt động của Hải đội Hoàng Sa đã được tập hợp trong cuốn sách Đội Hoàng Sa trong lịch sử, xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Nam Tiến. Hoàng Sa trời nước mênh mông, người đi thì có mà không thấy về. Hoàng Sa trời nước mênh mông, người đi thì có mà không thấy về. Câu ca dao như là lời tóm tắt số phận của những dân binh trong đội Hoàng Sa, những con người ra đi vì Tổ quốc đều biết mình phận mỏng. Trước mỗi lần đi, họ đều tham gia cử hành nghi lễ khao lề thế lính. Đó là một nghi lễ dành cho cả người còn sống và tế người đã chết. Những hình nộm bằng khung tre được đặt trên mô hình chiếc thuyền thả trôi trên biển với quan niệm các hình nộm kia sẽ gánh chịu mọi hiểm nguy thay cho đội Hoàng Sa, cầu cho họ bình an trở về. Một nghi lễ chẳng nơi đâu trên thế gian này có, vẫn được duy trì suốt hơn 300 năm qua, kể từ khi chúa Nguyễn cho thành lập đội dân binh Hoàng Sa. Lễ khao lề ra là nhằm ý nghĩa là như là tế sống cho những người đi đánh lính mà chết, để người ta yên lòng, có thể người ta ra đi mà họ nghĩ rằng là mọi điều bất chắc họ thì đã các những lính những cái ghi bất chắc đã và những điều bất chắc trên biển trong 6 tháng ấy thì đã được các thầy pháp đây đã hành lễ như thế, thì cái điều suy yếu đó nó không còn nữa và để họ đi bình yên trên dòng dài sóng nước. Câu chuyện về lễ khao lề thế lính chỉ là một trong hàng loạt bằng chứng về sự tồn tại và hoạt động của lực lượng đặc biệt này đã được đề cập trong cuốn sách Đội Hoàng Sa trong lịch sử xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Nam Tiến. Cái cuốn sách này thì thực sự là cũng nhắm tới cái đối tượng là độc giả phổ thông. Do đó là khi tôi biên soạn cuốn sách này thì tôi cũng đã gần như là chọn lọc những cái kiến thức mà được coi là phổ thông nhất để khi người đọc tiếp cận họ có thể hiểu một cách tổng quan và tương đối đầy đủ về cái lực lượng nói chung là chuyên trách này, trong cái việc mà cái lực lượng này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta, đặc biệt là đối hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tác giả giúp cho người đọc có cái nhìn vừa tổng quan, vừa thuyết phục cụ thể về đội dân binh qua những chứng cứ được ghi chép trong sử sách. Từ hoàn cảnh ra đời, nhiệm vụ của đội hay ngay đến cả dụng cụ đi biển đều được tái hiện tỉ mỉ. Sự thuyết phục của cuốn sách không chỉ dừng lại ở nguồn tài liệu lịch sử của Việt Nam mà còn ở những tài liệu do nước ngoài cung cấp như hồi ký của thuyền trưởng người Pháp Jean-Baptiste Seigneur, ghi chép của giám mục Jean-Louis Tabe. Nhiệm vụ của đội Hoàng Sa không chỉ thuần túy về kinh tế, khai thác tài nguyên mà còn làm các công việc quản lý nhà nước khác như đo đạc thủy trình, ghi chép, vẽ bản đồ. Nó là cái lực lượng mà duy nhất đã đảm nhiệm một cái trọng trách hết sức quan trọng trong cái việc là gì? Là xác lập chủ quyền, thực thi chủ quyền và bảo vệ chủ quyền của nói chung là Việt Nam trên Biển Đông trong lịch sử, đặc biệt là dưới cái thời kỳ nói chung phong kiến. Thì chính đặc tính biệt nó là chỗ đó. Nhiều người đặt câu hỏi là tại sao nó không phải là lực lượng thủy quân mà lại là một cái lực lượng mà ngư binh như vậy, hùng binh, sau này người ta gọi là hùng binh ấy. Tại sao không phải là lực lượng thủy quân mà lại là cái lực lượng này? Tính đặc biệt nó nằm ở chỗ đó. Giáo sư Kantire thuộc Học viện Quốc phòng Australia cũng đã từng khẳng định: những tài liệu về đội Hoàng Sa cho thấy chủ quyền về Hoàng Sa mà Trung Quốc từng tuyên bố là vấn đề còn tranh cãi. Trong khi đó, quan điểm của Việt Nam có cơ sở rất vững chắc. Đội Hoàng Sa có chức năng kinh tế, quốc phòng. Vào thời điểm đó, cách thức để duy trì việc quản lý chủ quyền là thông qua các cuộc thăm viếng thường xuyên để quản lý các nguồn tài nguyên và bảo vệ đảo. Và đội Hoàng Sa của Việt Nam đã thực hiện được các chức năng này. Ngày nay, truyền thống của đội Hoàng Sa vẫn tiếp tục được phát huy. Bất chấp những căng thẳng trên Biển Đông do phía Trung Quốc gây ra,
những người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, những thế hệ con cháu của đội Hoàng Sa vẫn đang tiếp tục bám biển, đảm nhận nhiệm vụ mà cha ông họ đã từng làm. Giữa biển Đông có một quần đảo với bãi cát vàng trải dài bao la, có tên gọi Hoàng Sa. Phần lãnh thổ ấy của Tổ quốc đã đi vào thơ ca, đi vào ký ức của nhiều thế hệ người Việt Nam như một biểu tượng về lòng quả cảm, ý chí chinh phục biển khơi của cha ông. Cho dù kể từ năm 1974, phần lãnh thổ này đã bị cưỡng chiếm. Thế nhưng, người Việt vẫn luôn khẳng định đó là một phần không tách rời của dải đất hình chữ S. Ngay lúc này đây, vẫn có rất nhiều ngư dân Việt Nam vẫn ngày đêm bám trụ trên vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa. Trong chương trình gặp gỡ khán giả kỳ này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những câu chuyện về ngư dân Việt Nam đang ngày ngày vượt qua thiên tai và cả nhân tai để vươn khơi bám biển, vừa để mưu sinh trên ngư trường truyền thống của mình, vừa góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Trở về sau một chuyến đi biển kém may mắn, nhưng mọi sự hiểm nguy đã ở phía khơi xa. Hôm nay ông Mai Phụng Lưu, biệt danh Sói Biển, ở đảo Lý Sơn dành thời gian để kiểm tra và sửa chữa con tàu của mình. Mỗi một vết nứt trên thân tàu không chỉ là mối nguy nan nơi đầu sóng, mà nó còn là vết sẹo trong trái tim của người ngư dân này. Thuyền của ông bị nứt không phải do sóng to gió cả, mà do bị đâm bởi các con tàu vỏ sắt của Trung Quốc. 4 lần bị bắt giữ, tịch thu tàu, 4 lần tán gia bại sản, không làm Sói Biển nhụt chí. Với ông, việc có một con tàu để vươn khơi bám biển, vùng vẫy giữa mênh mông sóng nước Hoàng Sa mới là quan trọng. Hiện tại giờ là tôi kê tài sản nhà đó, có ngân hàng rồi, là giờ có tàu rồi đó. Thì ông Tùng Bác này, cha con tôi đi được 3 phiên rồi. À, thì nói chung 1 phiên thì cũng được kiếm được, còn 2 phiên cũng hòa giống. Vì 2 phiên hòa giống là nó ra nó xô đuối á. Nó phá đồ phá thế, nó xô đuối biết, nó lừa biết, tỏ chiến, nó lừa biết. Biển lại bị cưỡng bức nộp phạt, ông vẫn giữ đủ cả. Ông Lưu bảo mỗi lần bị mất tàu phải xa ngư trường Hoàng Sa, trong tâm ông rất dày dứt. Thứ quý giá nhất trong nhà Sói Biển là đây, nó là kỷ vật về vùng biển thiêng liêng với dân đảo Lý Sơn. Rất nhiều người Việt đang lưu giữ cây phong ba ở Trường Sa, nhưng cây phong ba mọc ở Hoàng Sa thì chỉ có mình ông Lưu có. Gốc phong ba này vốn ở một đảo nhỏ ở Hoàng Sa, chắc là cũng có tên, nhưng ông Lưu gọi nó là Cù Lao Ông Già. Với họ, biển Hoàng Sa bao đời nay được coi như ao nhà. Trước đây, mỗi lần đứng trước biển, ông Lưu tự hứa rằng phải mang một phần máu thịt Hoàng Sa về quê trái đất tổ. Ngoài cây phong ba thì phải mãi đến cuối năm 2011, tâm nguyện ấy của ông mới thành hiện thực. Vượt qua bao hiểm nguy, cha con ông mới có thể mang được chút cát ở đảo xa về nhà. Cát vàng này sẽ để ngư dân Lý Sơn cắm những nén nhang thơm tưởng nhớ tổ tiên, những người đạp sóng dữ ra Hoàng Sa trong quá khứ. Trong lúc Sói Biển nghỉ để sửa chữa tàu thì suốt dải biển miền Trung vẫn có nhiều ngư dân khác đến với ngư trường Hoàng Sa. Cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng, tàu cá DNA 90369 đang chuẩn bị cho một chuyến ra khơi dài ngày. Những việc thiết yếu như trữ thức ăn, lấy đá, đổ dầu đã thành nếp và được địa phương hỗ trợ khá đắc lực. Các cái loại dịch vụ cung ứng vật tư, nhiên liệu, ví dụ như là cung ứng dầu, nước đá, đóng sửa tàu thuyền, thì tất cả những cái vấn đề đó là dịch vụ ngay tại cái khu dịch vụ thủy sản Thọ Quang. Mỗi khi ra biển Hoàng Sa, không khi nào những người ngư dân Việt lại quên thay mới lá cờ Tổ quốc trên mũi con tàu, một minh chứng cho chân lý hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất. Lá cờ mới đã tung bay trên đỉnh cột buồm cao nhất, tàu nhổ neo rời bến. Nghề đi biển từ bao đời nay vốn đã là hên xui, nên người ngư dân đặt niềm tin rất lớn vào yếu tố tâm linh. Gần đây làm ăn không thuận, nên lần này anh Thành, thuyền trưởng, làm lễ trọng và thành kính hơn,
thành kính để cầu cho biển êm, sóng lặng, cá bạc đầy khoang. Thành kính cũng là để mong các đấng siêu nhiên giúp tàu anh tránh được những nhân tai đến từ các tàu của Trung Quốc ngoài khơi xa. Ngày nay, dù đã có những thiết bị hàng hải, thông tin liên lạc hiện đại, nhưng kinh nghiệm và sự nhạy cảm của người đi biển vẫn đóng vai trò quyết định. Trong tình huống chạy bão như thế này, thì sự an nguy của hơn chục con người trên tàu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào người thuyền trưởng. Chạy bão là điều không người đi biển nào mong muốn, nhưng ở Biển Đông, nhất là ở ngư trường Hoàng Sa, nó là điều tất yếu của nghề biển vươn khơi. Tất cả các tàu cá của Việt Nam chỉ có tốc độ 6, 7 đến tối đa là 10 hải lý một giờ, nhiều khi không nhanh bằng tốc độ di chuyển của bão. Đã từng sống sót qua cơn bão Chan Chu năm 2006, những thành viên trên tàu hiểu lắm những cơn thịnh nộ của biển cả. Năm ấy, làng biển Thanh Khê, Đà Nẵng mất đi mấy chục người chồng, người cha. Tàu có dàn đèn công suất cao để thu hút cá, nhưng nó chỉ phù hợp với các vùng nước nông trên dạng san hô như ở quanh các đảo ở Hoàng Sa hay là bãi đá ngầm Mark Le Fien gần đó. Thế nhưng thời gian gần đây, việc tiếp cận các khu vực này là rất nguy hiểm. Cái giá mà sói biển Mai Phục Lưu phải trả cho việc kiên quyết bám ngư trường truyền thống là rất đắt. Với chuyến đi của DNA 90369 lần này, do ngư trường truyền thống bị phía Trung Quốc cản trở, đồng thời vừa phải chạy bão nên tàu liên tục phải cơ động dọc kinh tuyến 112, cách bờ hơn 200 km để tìm nguồn cá. Cuối cùng, sau 4 ngày đêm lênh đênh, cũng đã có tín hiệu. Dưới đó là một đàn cá ngừ lớn. Vị trí được cố định bằng phao nổi. Không vội, tàu đợi đến đêm, khi đàn cá tụ đặc hơn sẽ bùa lưới. Dù trên tàu đều là những ngư dân kinh nghiệm, có người đã đi biển gần 40 năm, nhưng mỗi khi gặp đàn cá lớn, họ vẫn không khỏi hồi hộp và háo hức. Nếu hên thì chỉ một mẻ lưới thôi là tàu đã có thể về bờ với cá đầy khoang. Thời gian đi biển ngắn nhưng thu nhập tăng lên. Vì kiêng cữ nên không ai nói ra, nhưng lúc này họ đang cùng khấn một điều: mong ông thương đừng phá để con cháu làm ăn. Chân mây ửng hồng là lúc rút lưới, tấm lưới dài 500 mét đã được vây quanh phao nổi từ đêm. Và đây là thành quả lao động, ước chừng chỉ khoảng 1 tấn cá ngừ. Như vậy là mẻ lưới đã thất thu. Với nghề này, mỗi lần thả lưới phải 2 tấn cá trở lên mới là có ăn. Những tưởng gặp đàn cá là duyên may, nhưng biển cũng có những quy luật khắc nghiệt của nó. Ông đã vào phá. Ông ở đây là cá heo. Với ngư dân, cá heo là vật thiêng và họ không bao giờ đánh bắt. Chỉ có điều nếu những người bạn này quá nhiệt tình bám theo tàu thì sẽ bất lợi cho việc đánh bắt, bởi cá heo kiếm mồi dễ xua các loài cá khác tản mát. Còn phải mất nhiều ngày nữa, con tàu này mới có thể về bờ. Nhưng cùng thời điểm này, cùng trên vùng biển này có những con tàu khác sắp được trở về với đất liền. Đây là tàu 90215, cũng là một tàu cá Đà Nẵng chuyên đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa. Lúc này tàu đang cách một số đảo thuộc Hoàng Sa chỉ vài hải lý. Gặp hên nên dù đi biển cùng thời điểm với tàu 90369, nhưng hầm cá của tàu 90215 đã gần đầy. Sáng nay tàu lại trúng đậm, thợ lặn phải xuống biển múc bớt cá lên để tránh bị buộc lưới. Kéo lưới, gỡ cá thông trưa, nhưng ai cũng vui. Nói theo ngôn ngữ của ngư dân là các anh đã được cô bác thương. Máy xay đá hoạt động hết công suất. Gần chục tấn cá được hối hả xếp vào hầm tàu. Lượng cá tập trung lớn cũng thu hút cá heo, nhưng may mà chúng đến sau khi đã vây chặt lưới. Câu chuyện về nghề vươn khơi bám biển có lẽ sẽ còn kể mãi không hết. Vui có, buồn có, hiểm nguy cũng có. Nhưng với những người ngư dân này, bám biển không chỉ là nghề mưu sinh,
mà còn là nỗ lực tiếp bước cha ông bảo vệ ngư trường truyền thống, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những ngư dân vẫn kiên cường bám biển, bám ngư trường. Những đoàn thuyền vẫn ra khơi, dẫu biết rằng phía trước là muôn trùng sóng gió hiểm nguy. Họ chính là những người con đất Việt, vẫn ngày đêm bảo vệ vùng biển, vùng đảo của Tổ quốc, như hàng nghìn năm nay vẫn vậy. Chương trình gặp gỡ khán giả tuần này xin được khép lại tại đây. Những chia sẻ của quý vị xin hãy gửi cho chúng tôi về hộp thư điện tử vtv4a.vtv.vn hoặc địa chỉ chuyên mục gặp gỡ khán giả, phòng chuyên mục tiếng Việt, Ban truyền hình đối ngoại, Đài truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Quý vị có thể xem lại chương trình tại trang web vtv4.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.